Trong dân gian và cả đời sống hiện đại, chúng ta thường nghe thấy những khái niệm như là bùa chú, bùa ngải. Hay bạn nào mà đã từng xem bộ phim Thái Lan mang tên là Chơi Ngải thì chắc sẽ biết đến những khái niệm này. Vậy bùa chú là gì? Ngải là gì? Nó có phải là cây ngải cứu mà chúng ta hay nấu với cháo gà không? Về mặt ngôn ngữ, bùa vốn là từ vựng có nguồn gốc từ tiếng Hán cổ đại. Do quan hệ ngữ âm nên chữ phù hay thường được đọc thành chữ vùa hay bùa. Bùa được định nghĩa là một vật thường được làm bằng giấy hoặc bằng vải, có những dấu hiệu đặc biệt được cho là có phép thiêng trừ ma quỷ, tránh được vận hạn, đem lại may mắn hoặc mê hoặc người khác. Ở Ai Cập, xác ướp thường được phủ đầy những bùa bằng đồng, vàng, đá để bảo vệ sự bất tử cho người đã khuất. Thông thường, bùa là những tờ giấy có viết các ký tự như Hán tự, các hình vẽ. Chúng được các đạo sĩ, thầy trừ tà, phù thủy tạo ra với nhiều mục đích khác nhau. Còn ngải là gì? Trước đây thì mình hay nghĩ nó là cây ngải cứu trong món cháo gà. Nhưng ngải trong từ bùa ngải là một dược chất hay những loại thảo mộc được các thầy phù thủy tinh luyện, gieo trồng và nuôi nấng trong phạm vi về thần quyền. Nói một cách rõ ràng hơn là họ dùng quyền phép bí thuật của họ để truyền vào cây ngải hoặc cỏ ngải. Người ta nói rằng người Nam giỏi về bùa ngải vì người Nam chịu nhiều ảnh hưởng huyền bí của Cao Miên và Lào, còn người Trung thì giỏi về thư phù. Bùa chú hay bùa ngải là một vấn đề trong niềm tin, tôn giáo và tín ngưỡng, mang tính hai mặt cả tốt lẫn xấu.